Hai chào anh em học sinh ở lớp mình là Tlu S8. Chúc các trẻ bạn là trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu chia sẻ với các anh em một cách kiếm kim cương cực kỳ nhanh gọn đấy, và hiệu quả các bạn nhá. Đấy, cực kỳ nhanh. Ở server số bao nhiêu nhỉ? Server số 77, server của LTBK 70 72 ấy. Đã loại như vậy. Đấy, các bạn vào server này mới lấy về một loạt Xion em mắc, thành ra thường là ông nào hơn Huy đâu thì có lợi thế. LTPK thì đang ở trạng thái là số 1 rồi, khi mà uy lực của nó cũng thuộc loại mắc pin. Cái thứ hai là mình sôi Xion một phần, cái thứ hai là đang trong cái gì là bắt đầu mở run được rồi. Đấy, những người chơi mà bắt đầu lên level 90 sớm hơn thì người đấy sẽ có chỉ số lực chiến vượt trội hơn và tất nhiên là có lợi thế rất là nhiều về run. Đấy, thì cái lợi thế này mình nghĩ nó sẽ được san lấp trong vòng khoảng độ tuần đấy. Đấy, khi mà mọi người đều lên level 90 thì nó hết. Đấy, ngày xưa S60 cũng thế, bây giờ thì nó đang có cái sự hơi khác biệt một tí. Thế điều đấy không quan trọng, quá quan trọng bằng việc đang có mèo. Vòng đua Kensu Tiểu Long ở server số 72 này, 70 72 thôi. Đấy, cũng khá là nhàn. Đấy, khi mà không có nhiều top lấy, mình sẽ check lên thằng LTPK của đấy không các bạn nhá. Server 72. Ôi, bên này đã có một thằng spammer lên 8.000 rồi các bạn ạ. Thách thức PK. Rồi còn lại thì các bạn thấy rất nhẹ nhàng đúng không? Đấy, đây là xe 72 à? Xe 74 rồi. Xe về quen quen các bạn ạ. Hình như là xe vừa này xe của mấy ông hay nhậu của mình sao ấy nhỉ? 72 rồi, đây 74 à? 72, lại mà xe vừa này chết một cười. Mình nhớ ạ, ai vừa mới ngồi hiệu công hôm trước không? Thì chắc tí tốt mà. Đồng lắm các bạn ạ, Tâm Nguyễn Việt Nam, Joker cho người nước ngoài, Suon cho người nước ngoài, Busili là Việt Nam các bạn nhá. Dogemon này chịu. Ceci Odin Lep Odichan rồi ok. Đấy. Rồi ok mình nhận ra được xem vừa nào rồi. Đấy. Đang quay lại trở chủ đề cũ của các bạn nhá. Chủ đề các bạn mình xin chia sẻ cách để kiếm một kim cương quay mèo các bạn nhá, rất đơn giản thôi. Cái lúc đầu tiên là không có, nó đang vào cái gì nhỉ, kiếm dở đấy, đang vào truyền nước dở thì cái gì nhỉ, thì mới nhớ quay video chém gió với các anh em một tí. Đấy, đó là cách kiếm nó đơn giản nhất là nào các bạn nhá. Bác cái gì bảo tạm thời cứ nạp mà 20k đã, nên thành ra mình nạp đúng với mốc 20k thôi. Đấy, còn sau đó thì lại nạp tiếp đúng không? Đấy, nghĩa là sau đó thì sao nhỉ? Đấy, tức là nếu mà quay mèo thiếu thì lặp tiếp. Đấy, mình nói thật là kiểu gì cũng thiếu thôi, nhưng mà chắc là thôi dừng lại mốc này thôi bạn. Vì thằng này đằng nào cũng không full mèo. Chứ mà lên để mốc mà full mèo đấy, vì nó không có x2 như là được sinh nhật. Đấy, có phím đỏ các bạn nha, nói chung là đến mốc được 30k là ngon đấy. Là nó có phím đỏ mà. Đấy, thực ra là mốc ngon nhất của nó là mốc trước đấy, là mốc 10 mảnh phím đỏ các bạn này. Đây là nhân 1 à, mình xin lỗi, mốc cuối cùng là ngon nhất là mốc 30k. Đấy, nói chung chắc chắn ông này sẽ lấy mốc 30k rồi, mình nghĩ 30k chưa chắc đã đủ đâu. Đây đang làm 27k đúng không? Gọi là 30k đi. 30 40k thế chắc là đủ, chắc là đủ. May thì đủ các bạn nhá. Đấy, ngày cuối chắc là đủ. Đấy, kết hợp với ngày cuối nữa là đủ. Chắc là đủ đấy. Đấy, căn bản là đợt sinh nhật ông ấy chơi hăng quá. Đợt sinh nhật ông ấy vào ông ấy hăng quá các bạn ạ. Vào một phát gì nhỉ? Vào một phát chắc là mình tiêu, hôm qua hôm kia mình check còn có mỗi bao nhiêu nhỉ, mình check còn có mỗi tí kim cương mà còn có 4.000 hay 5.000 kim cương. Đây thực ra đây là mình làm 2.000 kim cương đây, thì ông ấy chả biết quay còn dư bao nhiêu, nghĩa là bao nhiêu nhỉ, 20.000 kim cương. Đây thì xem, đây xem là lốt gốc này thì xem nó là bao nhiêu nhá. Nó sẽ rơi khoảng sắp thì 30k nhưng mà còn chưa được 10k. Đấy nha, khởi đầu với mèo chưa được 10k mà không biết ông đã quay mốc nào chưa. Đấy, thì với 29k mình là chỉ mốc cuối rồi, thì xem là mốc cuối xem có thể thêm bao nhiêu k các bạn nhé. Đây còn 2 mốc. Rồi 14k8 ngon đấy các bạn ạ, mốc này quá cao đấy. Vống lên đi. 27k5 nó bình thường, không phải quá đen, không quá đỏ. 37 ở đây cần bao nhiêu nhỉ? 55k. Thêm 10k nữa là 47 vẫn thiếu 8k nữa. 55 mà 47 vẫn thiếu 5k nữa. Đúng không? Để mình từ từ mình nhớ cho nào. 47
47, từ từ để mình xíu xíu đi nhá. 47. 55 mà chú 47 bao nhiêu nhỉ? 55 mà chú 47. Thiếu khoảng 8g kim cương đúng không ạ nhá. Đấy, thôi nói chung là làm xong rồi đúc thêm hai bốc này nữa. Hai cái gói 100 đô rồi đó. Là lại full mèo thôi, đúng không? Đấy. À mà mình nghĩ ở chưa có chưa không chưa hẳn cần đâu, vì vì nạp đây thì nó cũng even nạp đó, hồi đợi cũng được tương đối kim cương. Đây các bạn này, mình nhớ ví dụ mốc này cũng được thêm, à không có kim cương à, nó cho đây là cho đồ ăn với cả mảnh võ sĩ đấy các bạn ạ. Mấy mốc đầu này nó cho ít kim cương, các đoạn sau này không có, đây đây mốc này có kim cương, ừ các đoạn sau không có kim cương. Càng qua nha, 27 nhìn ra mình nghĩ không thấp đâu, 25 nhìn mới là thấp. Không à, nhìn chung là cũng hao. Đấy thì thôi đúng không? Đấy. Tùy theo từng cách chơi khác nhau. Cái này mình xin nói luôn là áp dụng với số lượng hạn chế nhá. Rồi. À, bác ấy cũng có cái gì nhỉ? À, chia sẻ với mình là lên là nhận cái gì? Nên nhận à, lúc ấy ông vừa hỏi mình là lên nhận tư vấn cho là nên nhận phần thưởng nạp thì nhận ơ, tôi từ để giờ lại tin nhắn đấy. Điện thoại kêu rồi. Thì mình xem mình tư vấn ông ấy xem lên là nhận lệnh cái gì. Hôm trước vừa mới ngồi bàn xong rồi lại quên. Đây rồi. À lên lấy mảnh vạn năng đá thần hay là mảnh phím đỏ. Đấy chứ còn run đỏ là thôi khỏi bàn rồi đúng không? Mình phải check em các bạn nhá. Xem là mảnh vạn năng bác ấy còn nhiều không. 35 cái run ran đỏ. À này nói chung về ran đỏ phát chấp hội kia ngay. Vì nhiều đu đỏ lắm các bạn ạ. Mảnh vạn năng ở chỗ khác. 97 mảnh vạn năng à. Xem đá thần nữa các bạn. Hết đá thần là mình xem đá thần chỗ nào nhỉ. Server mới hiển nhiên là phải thiếu đá thần rồi. Các bác cứ từ từ thôi. À đây vẫn còn túi kim cương đây. Thế đúng không, phải mở hết ra chứ lẹ. Đây là được một túi 588. Đây là một túi 28 gọi là 1000 đấy. Chấp chỉ nghìn đấy, 38.000. Thiếu khoảng 7.000 các bạn ạ. Thiếu khoảng 7.000 kim cương đó. Đúng không? 7.000 gì à, mình xem nào. 7.000 mà mình nghĩ là hôm nay là thứ hai, mai thứ ba. Chúng ta sẽ có 4 ngày mỏ. Và ngày sẽ tham gia được đủ 4 ngày mỏ nhé. Nhưng ngày cuối cùng của nó các bạn ạ, sẽ là cũng ngày quay mèo cuối cùng, cũng là ngày mỏ cuối cùng. Thì mỗi ngày mỏ thì có thể lên được 1.000 kim cương. Tối đa đấy các bạn ạ, là được 1.000 kim cương nếu mà hên trung bình đấy. Nó vào đỉnh nữa mỗi ngày 1.200. Nhưng mình tạm là hên như 1.000. 1.000 4 ngày 4.000. Đấy, 4 ngày 4.000 thì vẫn thiếu một ít đúng không? Ừ, vẫn thiếu một tí. Thôi, ngày cuối. Quả mốc vừa rồi quay kể lên 32.000 thì vừa 30k kim cương là vừa xinh. Đấy, hơi xui xui tí. Thôi đúng không, mốc cuối mình nghĩ là nó lại hên thôi. À đây lại có thêm con mèo này nữa. Đấy cả nhiệm vụ nhiệm việc nữa. Thôi thì mỗi ngày mình nghĩ là tích được khoảng, không mua thể lực thì trước này tích khoảng 1.200 kim cương. Mình đồ chừng thế thôi các bạn nhá, không chắc chắn lắm. Thôi còn đâu thì mình nghĩ là ông chủ ông tự tính. Còn đâu cái gì nhỉ, mình check em xem. À sao lại không thể đá thần nhỉ. Đấy, nhìn thấy mấy cái túi kim cương ông loái cả mắt đấy, ông chả để ý gì. À đây 22 viên đá thần đấy các bạn này. 22 viên đá thần là 100 mảnh vạn năng. Mình sẽ xem trang bị của bọn này 4 sao, 5 sao hết chưa nhá. Đây 12 sao. Xion 14 sao. Thần bài 4 sao. Bây giờ lưng S-Mark thì mình nghĩ rằng nó chỉ có S-Mark của con này thôi này. Athena thôi này. Đấy còn lại nó cũng không quan trọng lắm. Kensu thì chưa chắc không hẳn cần lấy đâu. Con này như S-Mark rồi, ông ấy vừa mới lưng S-Mark xong. À mới có tí môn. Đấy cũng chưa S-Mark. Rồi, như vậy tanh Athena S-Mark. Athena S-Mark này lại phải tốn 40k kim cương. Không, 30k kim cương vì có trừ tiêu kim cương. Cũng căng phết nhỉ. Đấy, bỏ Kensu lấy S-Mark Athena bạn. Chứ mà lấy Kensu tiếp thì bác lại phải thêm cốc nước nữa. Chỉ một cốc này không đủ. Đấy, ok em tư vấn. Còn rõ ràng là có thể lấy đá thần được, chứ không cần thiết lấy mảnh vạn năng. Vì trang bị vẫn còn thiếu 5 sao nhiều quá. Trong khi đó những cái con chủ chốt trong đội hình mà cần lên 6 sao đó là Xion, nó là thần bài và nó là Tung, à quên, nó là Athena thì đều đã đạt trạng thái 6 sao ngon rồi, không bị áp lực mảnh vạn năng nữa. Thế thì dồn vào lấy đá thần ngon hơn. Đấy, ok. Còn mảnh phím đỏ thì mình nghĩ là không cần thiết.
Vì phím giai đoạn này phím đỏ là quá đẹp rồi. Và nó không phải là cái gì đấy nó khan hiếm quá rồi. Đấy. Nếu bác chơi bảo phun phím kim cương thì lâu lắm, thì còn lâu mới phun được phím kim cương. Thôi đầu tư cho cái gì nó dễ phun trước, chính là trang bị. Đấy là lời cân nhắc nhá, cân nhắc để cho bác Bruce Lee cũng như là các anh em nói chung. Thôi còn video này thế thôi, hẹn lại các bạn trong video tiếp theo. Còn anh em nào cần mà nạp thì cứ liên hệ nhá.